Trong giới nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam có sự đón nhận khác nhau về tuyên bố có thể đứng ra làm trung gian hòa giải của Tổng thống Hoa Kỳ. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, người có nhiều nghiên cứu về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thấy rằng cách tiếp cận của ông Trump là một sự khôn khéo. Tuy nhiên đối với Trung Quốc có cái tham vọng như vậy đó thì vừa cứng vừa mềm đó thì theo tôi là phù hợp. Nếu mà mềm hẳn thì chưa chắc đã có ngăn được những sự tham vọng của Trung Quốc. Trên thời gian là ông Trump hồi đầu là ông rất là cứng, nhưng bây giờ đến khi mà thể hiện cái mềm đó thì cũng là một sự khôn ngoan của một chính quyền. Như một nhà nghiên cứu Biển Đông khác là Thạc sĩ Hoàng Việt, là cho rằng nếu thực sự ông Trump và Hoa Kỳ mong muốn như vậy, điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh và Hoa Kỳ đang rút ra khỏi khu vực Biển Đông. Thái độ của Hoa Kỳ và cụ thể là của Tổng thống Donald Trump với cả Trung Quốc đã có sự thay đổi. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà liên quan đến vấn đề Biển Đông. Trước đây khi mà Tổng thống Donald Trump mới đắc cử thì ông cho rằng là cần phải hạn chế Trung Quốc và phải cô lập Trung Quốc ra khỏi những cái đảo này. Đảo mà Trung Quốc đang kiếm và cho xây lấn ở trên cái vùng Trường Sa và Hoàng Sa đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ cái khái niệm cách tiếp cận của ông Donald Trump về Trung Quốc đã khác. Với chính sách của Hoa Kỳ mà đứng ra làm trung gian hòa giải thì điều đó nó sẽ dẫn tới những cái hệ lụy bất lợi rất nhiều cho các quốc gia như là Việt Nam và các nước ASEAN khác trên khu vực Biển Đông. Sau tuyên bố có thể làm trung gian hòa giải của ông Trump được đưa ra hôm Chủ nhật 12 tháng 11, trong buổi họp báo chung sau đó, Chủ tịch Việt Nam ông Trần Đại Quang nói rằng chính sách của Việt Nam là giải quyết bất đồng bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng những quy trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Quang không trả lời trực tiếp lời đề nghị của ông Trump. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn tại thành phố Hồ Chí Minh nhận xét. Khi mà ông đề nghị nhưng mà thực sự là các bên có thực sự là để ông làm trung gian cho cái việc đó hay không? Thì có thể là Việt Nam sẽ hoan nghênh là ông Trump sẽ làm trung gian cho cái đàm phán giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như là giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhưng mà không chắc rằng là liệu Trung Quốc sẽ hoan nghênh cái vấn đề này, bởi vì họ ưa chuộng là phương cách gọi là đàm phán song phương, gọi là thương lượng song phương để giải quyết cái vấn đề ở Biển Đông. Đối với họ là họ không có muốn quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Trả lời hãng tin Reuters vào hôm Chủ nhật, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Cảnh Sản nói rằng nước ông kiên trì việc thảo luận trực tiếp với các quốc gia có quan hệ trực tiếp tới xung đột để gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực. Còn Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Đông Nam Á ở Manila, đã nói rằng mặc dù các bên xung đột có những bất đồng, nhưng không nên nói đến Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung nói tiếp về lời đề nghị của ông Donald Trump. Hiện tại chưa rõ là Trump thực sự nó là có một cái chính sách rõ ràng hay không, hay là chỉ là một gọi là cái cơn bộc phát của ông Trump. Chưa thấy một cái gì nó chính sách nó nhất quán của ông Trump trong chính sách đối ngoại của ông, nên là chưa có thể đưa ra được một cái nhận xét nó mang tính gọi là chiến lược cho cái vấn đề này. Ông lấy dẫn chứng từ những thái độ bất nhất của ông Trump khi ông đưa ra những tuyên bố rất khác nhau về Bắc Hàn. Lúc thì đe dọa sẽ hủy diệt Bình Nhưỡng, khi thì lại nói rằng ông có thể làm bạn với lãnh tụ nhà nước Bắc Hàn Kim Jong-un. Một nhà quan sát từ nước ngoài là tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ở Hawaii, Hoa Kỳ, được báo Bưu điện Hoa Nam tại Hồng Kông trích lời, lại nhận xét rằng mặc dù trong chuyến công du châu Á lần này, Bắc Kinh đã làm hài lòng ông Trump, nhưng quan hệ Mỹ-Trung cũng sẽ không có gì thay đổi. Và quan hệ đó, ông Lâm nói tiếp, là sẽ được thử thách tại Manila khi Hoa Kỳ gặp các đồng minh chiến lược trong bộ tứ Mỹ, Ấn, Nhật, Úc, một liên minh của cái gọi là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ấn Độ-Thái Bình Dương là một khái niệm cũ, gần đây được một số người trong chính giới Mỹ nhắc lại, trong đó có ông Donald Trump, nhằm ý là một liên minh nhắm đến việc bao vây Trung Quốc.